Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nghi vợ ngoại tình vì con giống đồng nghiệp, chồng làm xét nghiệm ADN, nhận kết quả một người đòi ly hôn. Đã là vợ chồng, một trong những điều quan trọng nhất cần phải tạo lập là sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu có gì băn khoăn thì cần dũng cảm và thẳng thắn bày tỏ, thay vì ôm mối nghi ngờ và uất hận suốt nhiều năm, vừa hủy hoại chính tâm hồn mình, vừa để lại hậu quả khó chữa lành đối với người thân yêu. Câu chuyện của anh Tần Chí Nam, 50 tuổi sau đây là một ví dụ. Chuyện xảy ra đã 10 năm trước, khi đó Tần Chí Nam là một người học giỏi từ nhỏ. Vào những năm 1990, anh đã trở thành người đầu tiên của địa phương thi đỗ đại học, theo học tại một trường đại học nông nghiệp. Sau khi ra trường, anh tiếp tục giữ vững phong độ và trở thành giáo viên tại một trường trung học. Với năng lực sư phạm xuất chúng, anh Tần đã nhiều lần được khen thưởng và là một trong những giáo viên trẻ cốt cán của trường. Sau khi kết hôn, Tần Chí Nam xin cho vợ một công việc là bán hàng tại cửa hàng tạp hóa của trường học. Như vậy, hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Năm 2003, Tần Chí Nam gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến não bộ bị tổn thương. May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Anh cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Nhưng rồi ông nhận ra cơ thể mình đã thay đổi rất nhiều, trí nhớ của anh giảm sút nghiêm trọng, tính tình cũng trở nên nóng nảy, khác hẳn với trước đây. Vụ tai nạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh. Tần Chí Nam không thể tiếp tục công việc giảng dạy và bị điều chuyển sang làm nhân viên quản lý tại trường học. Điều này khiến anh cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Cùng lúc này, mọi người xung quanh truyền tai nhau lời đồn rằng vợ anh ngoại tình với một giáo viên trong trường. Thực tế là một ngày nọ, thầy giáo đó có tiết dạy vào giờ thứ hai. Vì không muốn quay về ký túc xá nghỉ ngơi nên thầy đã hỏi xin cô cho vào cửa hàng nằm nghỉ một lát. Cô vạn lộ cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, bởi vì lúc đó cửa hàng cũng đã mở cửa. Mặc dù không tiếp tục truy cứu, nhưng trong lòng Tần Chí Nam vẫn nghi ngờ, anh không thể nào quên được những lời đồn đại ác ý đó. Cho đến khi con trai Cương Cương ngày càng lớn, trong lòng anh ta lại nảy sinh suy nghĩ, tại sao con trai càng lớn càng giống thầy giáo kia. Mặc dù cô Vạn luôn khẳng định mình không làm bất kỳ điều gì có lỗi với chồng, nhưng tất cả đều vô ích. Mặc dù có con trai suốt 12 năm, Tần Chí Nam vẫn luôn chất chứa một nỗi nghi ngờ, đây có thật sự là con ruột của tôi. Lý do là vì con càng lớn, anh càng thấy đứa trẻ không có nét giống mình. Sau nhiều năm đắn đo, cuối cùng anh quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN. Cô Vạn Lộ, vợ anh Tần Chí Nam dường như không còn bất ngờ trước hành động của chồng, thay vào đó là sự bất lực và thất vọng. Cô chia sẻ, 12 năm chung sống luôn phải chịu đựng những lời lẽ vô căn cứ từ chồng. Anh luôn khẳng định đứa con trai không phải máu mủ của mình. Một hai lần cô có thể nhẫn nhịn, nhưng sự nghi ngờ dai dẳng suốt nhiều năm qua đã khiến Vạn Lộ vô cùng đau khổ. Không chỉ xúc phạm bằng lời nói, có những lúc không kiềm chế được bản thân, anh Tần Chí Nam còn thường cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Con trai của hai người, bé Cương Cương vốn là một cậu bé hoạt bát đáng yêu. Tuy nhiên có lẽ do ảnh hưởng từ gia đình nên cậu bé đã sớm trở nên già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cương Cương thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, mẹ bị bố sỉ nhục và bạo hành. Bản thân cậu bé cũng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ chính người bố ruột của mình. Cương Cương rất thích đồ chơi, nhưng cậu bé lại chẳng có mấy món đồ chơi yêu thích, bởi vì ông Tần Chí Nam chưa bao giờ muốn dành bất kỳ điều gì tốt đẹp cho con, từ tình yêu cho đến những món quà nhỏ bé. Suốt những năm tháng qua, hai mẹ con cô Vạn Lộ đã nương tựa vào nhau mà sống. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng họ cũng có trên tay kết quả xét nghiệm ADN. Tờ giấy ghi rõ hai người có quan hệ cha con. Đó rõ ràng là một kết thúc có hậu cho tất cả mọi người, nhưng cô Vạn lại không kìm được nước mắt. Cùng lúc này, cô đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn. Cô đã quyết định, dù kết cục thế nào thì cô cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ với chồng. Tần Chí Nam thực sự hối hận vì những gì mình làm, nhưng mọi việc đã không thể cứu vãn. Cái kết của gia đình anh Tần là điều không ai mong muốn. Đây là bài học dành cho chính anh ta và nhiều người khác. Mọi nghi ngờ phải có cơ sở, không nên chỉ vì một vài lời nói bâng quơ mà tổn hại đến người thân trong gia đình mình.